Ơi C của nó một. Bằng anh không hiểu anh soi cái gì. Và các bạn hãy vâng xem trai một chút. Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi đến với những diễn biến chính của trận thiếu này. Alo, và chúng ta sẽ quay trở lại diễn biến chính của trận đấu này. Một bài mà 27 dân 10-40. Tương đối mắc bình dành cho nó 1. Ăn thêm một bác cả phụ nữa. Siêu siêu khỏe.
Bây giờ thì vẽ ruộng. Vẽ ruộng kết hợp bằng đóng ruộng kết hợp với ăn hoang. Lượng thịt sẽ lên rất dồi dào đây. 3 BS. Và có thể có một không phải một, không còn bài nào đẹp hơn cái bài này dành cho nó một nữa rồi. Gunny bên kia đang để số rất thấp. Và bây giờ sẽ là một bài và tôi nghĩ sẽ là 5BA thôi. Khả năng Gunny là người ở góc 6 giờ. Không, như vậy là Gunny dâng A. Và cái lão này ngày hôm nay dâng A rất nhiều. Vâng, bị nghiện dâng A rồi. Vâng, một chiếc BA ở góc gần 6 giờ. Vậy như là như vậy là nhà Gunny ở góc 12 giờ và Gunny dâng A xuống góc 6 giờ. Còn nhà của No 1 thì là góc 3 giờ. Rất ảo. Dâng A và bắn sau hit nhà No 1. Và người bạn này thông từ dưới lên. Và No 1 sẽ xử lý như thế nào? Và Gunny đời siêu muộn. No 1 là người lên đời sớm hơn. Và khi No 1 ra tương ngôn đầu tiên thì Gunny mới người lên cấp bánh xe. Vâng, công thẳng góc 12 giờ, đúng rồi. Vâng, thế nếu mà bây giờ công lên thì Gunny chịu bánh xe là Gunny sẽ đánh cái gì? Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Cẩn thận, bãi gỗ góc 6 giờ. Hơi nguy hiểm, đúng rồi. Di chuyển bãi gỗ này luôn. Vâng, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hit and run tới này. Đúng rồi. Một con dân nằm xuống. 5BA và bây giờ quay về thủ. Tơ chỉ còn một tơ này thôi. Không vấn đề gì khi mà lượng thịt của... Vâng, như vậy là Gunny bắn cũng khá ảo đấy chứ. Còn lại quay ngược lại. Lại quay ngược lại thì ăn bãi quả này. Vậy đây sẽ là bãi quả lực của Gunny. Vâng, bây giờ thì ốp hộ cái. Nhà có 2 tơ. Rồi, và Gunny đã vẫn thủ được cái vòng nó muốn vẫn thủ được cái tơ này. Vâng, lại ăn quay lại ăn cái bãi quả này. Vâng, có vẻ như không có bãi quả này thì Gunny không sao được quân thì phải. Và nó muốn chỉ thủ 2 bãi gỗ thôi, thủ 2 bãi gỗ và cầm quân đi quả. Thế là đủ thắng. Vậy à, tơ này không? Vâng, chắc chắn quân được một đông hơn rồi. Xúc luôn. Và bây giờ thì đi xuống góc 6 giờ. Quay về làm ruộng. Không. Vâng, làm 2 con voi. Vòng bài Gunny rất xấu các bạn nhìn thấy. Vâng, cẩn thận, đi trên đường gặp ấy. Rồi, đây rồi, đây là bãi gỗ của cái thủ Gunny. Và nhà Gunny chắc chắn là không có gì. Cẩn thận trong tên này. Bán bãi gỗ. Gunny sẽ không còn lực để sóc đều cho con cung đầu của mình. Gunny vẫn đang đánh khá tốt. Vẫn tụ được cùng. Vâng, bị phát hiện là bãi ruộng này rồi. Gunny không kinh nghiệm trận thiếu này thế nhỉ. Rất kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Bị móc. Vâng, nó một đang bị móc quá nhiều. Không thấy dân Gunny đâu. Cái này Gunny đánh quá à. Xem một chiếc BS mới. Khả năng ăn gỗ ở góc 6 giờ. Và như là sẽ lại lên ăn bãi quả cái đấy. No 1 cho 2 con cung R nên ăn lên cái bãi quả kia đi. Và khả năng Gunny sẽ lại lên ăn bãi quả ở trên kia đấy. Đấy, trên kia là có cái gì di chuyển kìa. Chặt gỗ 2 cơ. Đây rồi, đây. Đây rồi. Ở trên kia chắc chắn sẽ bị ăn bãi quả. Và tôi khẳng định cái điều này. Sân gỗ No 1 đang mất dần đều. Sóc thêm dân này để ăn gỗ đi. BE móc này. Móc khổng như vậy là có 4 con thôi. Có Gunny bây giờ đây quay về bắt. Đấy, thấy chưa? Bảo rồi.
lại quay móc, móc kinh khủng khiếp luôn. Vâng, để ý tới này. Vâng, gặp bãi quả trên kia kìa. Đấy, rồi. Làm thằng dân. Mất rất nhiều cung hiến từ Gani rồi. Và bây giờ ốp à. Vâng, ốp được không? Vâng, tham mai của nó một cũng rất to đấy, không phải ít. Vâng, chạy bãi gỗ. Vâng, giật tơ này. Vâng, giật tơ này, chờ tơ sau tiếp viện. Và khả năng Gani sẽ quýt sau tơ này. Vâng, cũng tơ sau đâu. Vậy không, quân ở tơ này đang ngang phớ nhưng đằng sau không bắn được kia, cung đằng sau không 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 bắn được rồi. Bắt lại bị hai con mộc mày rất khó chịu dành cho gần đi. Ra đốt đi à, còn bây giờ thì lại bị quay vào. Ông này đánh như hack map trong ngày mày. Hết đi ra lại đi vào. Lại bị móc tận nhà. Vâng, cho cung R cắm ship đi cũng được. Cắm ship đi tìm. Rất nhiều tay thì con đi trong ngày mai. Rồi, bây giờ bắt cái tơ này, khả năng con đi sẽ quit. Rất nhiều gỗ, như một anh không có thịt. Nhưng mà anh vâng, nó là đại gia gỗ. Dân anh hầu hết là ăn gỗ. Đúng rồi, rất tốt, mất rất nhiều cung đến từ Gani nhưng mà Gani vẫn không cung. Con này đánh rất khó chịu rồi Gani. Đây là ruộng đây rồi, còn một đang không có ruộng. Bên kia tham tầm 3x nhưng mà còn quá nhiều quân. Vâng, phá đi, đúng rồi, lấy cô. Vẽ thêm ruộng, đúng rồi. Bị ốp à, cẩn thận tên này. Vâng, bị bắt quân. Đi đang dọa mà. Vẽ thêm ruộng nhá. Lại tiếp tục móc máy. Những cái tên móc máy siêu khó chịu của anh. Bán bãi hiêu thì cũng được. Đấy, bán bãi hiêu thì móc đi. Không móc được thì tôi cũng chịu. Móc. Móc này. Nói về móc thì No 1 với Gani cũng ngang theo thôi. Còn lại bị công vào. Vào nhà móc kinh thật. Một lối đánh thì có vẻ như là học của chiến tướng. Nhưng mà rất tiếc đây là sen một. Vẫn chưa bắt được ba ông rời đâu. Vẫn còn hai con. Rất khó chịu. Mà anh đi đâu đây? Tham ai vẫn thế. Vẫn 57 trên 92. Ăn được một bãi hiêu. Bãi gỗ khả năng sẽ ở đây. Lặn mất hàng dần mỗi chỗ có ba con. Biết tham ai đẻ chưa không biết. Rồi đây rồi. Thì ruộng này. Và khả năng Gani sẽ quýt sau tơ này khi mà anh đã mất hết cả dân rồi, hết cả quân luôn. Có phải e không? Vâng, quẩy lên. Không như anh bị bắt. Gani đánh rất hay trong ngày hôm nay. Và các bạn nhìn thấy nhiều những cái tên mà tưởng chừng như vẫn phá ở VM. Giờ nó không quan trọng rồi, sau khi lên gấp trong chặt có 2 thì mọi thứ đều VM nó không còn quá quan trọng. Bây giờ thì ra đốt ra. Vâng, cầm dân nó đập A luôn được. Đập A luôn. Gani vẫn còn dân hoàng, vẫn ra được cung R. Rất ảo đấy Gani trong ngày hôm nay. Mà anh đánh như kiểu nó đọc được ý đồ của đối phương.
Ngày hôm nay thì phần thắng thì sẽ thuộc về game thủ Gunny. Vâng, mặc dù thắng không đậm lắm nhưng mà chúng ta có thể thấy trình đánh cung đầu của Gunny cũng khá tốt chứ không phải là dạng vừa. Nếu một tham lại tụt. Vâng, như vậy tham lại vốc lên. Nghĩa là bên kia vẫn đánh được. Bây giờ thì đốt BA rồi. Đốt tất cả những nhà BA này thì Gunny sẽ đánh bằng cái gì? Trong sân đang 1-1. Cái gì? Bên kia cũng đừng đốt BA. Rất ảo dành cho game thủ Gunny. Và bây giờ quay lên móc thôi. Ốp thôi. Bây giờ thi đấu. Và bên kia thì không nhiều cung đâu. Và bây giờ bên họ lại ăn cái bãi hiêu trên 12 giờ. Nó một huyết có để ý không? Vâng, cho hai cung đến góc 12 giờ là Gunny đang ăn 7 hiêu trên đấy, đúng rồi. Và bây giờ lại móc, Gunny móc ngày mai, công nhận là hay. Công nhận là hay luôn. Tôi công nhận cái điều này. Vâng, không biết anh có được luyện tập tại nhà. Và bây giờ thì bị bắt quân. Đúng rồi, người đứng trên dốc nhưng mà Gunny là người đông hơn trong tuần này. Vâng, vậy anh có rất nhiều gỗ. Vâng, không bắt được nhiều lắm. Vâng, 2 con, 3 con, 4 con, 6 con. Bắt được 6 con. Và tham lại đã đè xong giờ này, chắc chắn là như vậy. Vâng, vâng, Gunny rất, vâng, có rất trì. Lại CBA trên góc 12 giờ. Rồi, vào bây giờ thì No 1 đang ổn định độ ruộng rồi. Vâng, lại tiếp tục bắn à. Quá trì dành cho Gunny. Không, vâng, như vậy là không ăn được. Và khả năng Gunny được người còn không chỉ còn bằng này thôi. Vâng, gần khít. Vâng, tí thành một pha về thần thánh của nó một. Vâng, thử sang bên kia vẫn chưa quên. Nó một timeline 60 rồi. Vâng, lại bị móc vào ruộng. Móc này thì móc. Móc. Lại hai con Gura vào móc. Rất khó chịu đến từ Gunny. Tôi xem tôi người thì khó chịu chứ nói đến người thi đấu như kiểu là một. Bây giờ khả năng Gunny sẽ là người hồi lại chính rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái tham này thì anh không nào bật được. Không phải sao anh vẫn cuống đánh. Vâng, tham lại vòng lên một tí. Chứng tỏ anh nở cái gì đó ra. DC. Vâng, nó 1 đang bốn khung lại nhà mình. Nhà nó 1 cũng khá đẹp. Nếu như mà cơ cấu chuẩn ra thì nhà 1 khá đẹp, nó không phải xấu. Vâng, vẫn vẽ ruộng tại nhà. Đó là hình ảnh của Gunny. Ôi, mệt mỏi ông này quá. Vâng, lại bị móc tại nhà cái nó 1. Bị móc liên tục. Sợ thật. Khả năng trận đấu này, trận đấu này hết cửa cho Gunny rồi. Và Gunny resign. Tỷ số là 3-2 ở trong C đấu thứ 5. Và tỷ số về C thì cũng là 3-2 luôn. Nhưng mà 3-2 thì dành Gunny. Gunny đang thắng 3-2 về C. Và chúng ta cùng chờ đợi xem có C đấu thứ 6 hay không. Sao mình lại quên trận đấy rồi nhỉ?